G-Dragon Big Bang lộ bằng chứng hẹn hò với Jennie Blackpink. Vào sáng ngày 24 tháng 2, Dispatch đã tung thông tin chấn động. G-Dragon Big Bang đang hẹn hò với Jennie Blackpink. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được hơn một năm. Dispatch đã săn được loạt ảnh cặp đôi hẹn hò bí mật tại căn villa cao cấp của G-Dragon tại Hanamdong, Seoul. Dispatch đã theo dõi cặp đôi và chụp được khoảnh khắc Jennie rời khỏi nhà G-Dragon vào sáng sớm ngày 31 tháng 1, ngày diễn ra concert online The Show của Blackpink. Xe của nam idol cũng đổ ở gần nơi diễn ra concert. Từ trước cửa đến bãi đỗ xe, khách phải trải qua hai bước xác minh. Khu vực này cũng có thang máy chuyên dụng từ bãi đỗ xe tới căn hộ của G-Dragon. Vì thế, G-Dragon và Jennie có thể hẹn hò mà không lo bị phát hiện. Jennie tham gia lễ hội hóa trang tại nhà bạn trai mà không cần trải qua các bước xác minh, cô đi thẳng tới căn hộ bằng thang máy riêng. Không cần phải đi ra ngoài, vì vậy các nghệ sĩ không phải lo lắng về việc tiếp xúc với môi trường xung quanh. Những người bạn thân của hai ngôi sao nói với Dispatch, rất nhiều người ở YG cũng biết về mối quan hệ của họ. Cuối tin tức hẹn hò, Dispatch nhấn mạnh, mỗi khi tin đồn hẹn hò nổ ra, G-Dragon đều im lặng. Tuy nhiên, như những gì Dispatch chứng kiến, mối quan hệ giữa họ là hiển nhiên. Thay vì một câu trả lời kiểu, chúng tôi là tiền bối và hậu bối thân thiết vì cùng công ty quản lý, Dispatch mong đợi sự thừa nhận từ hai nghệ sĩ. Cho đến mới đây, YG đã chính thức phản hồi về tin hẹn hò này. Công ty chủ quản của cặp đôi cho hay, chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của G-Dragon và Jennie vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Vì là một cặp đôi nổi tiếng nên quy trình hẹn hò của cả hai nam nữ thần tượng khá đơn giản. Thói quen hẹn hò của Jennie được cho là vẫn không đổi. Trong khoảng thời gian hoạt động cùng Blackpink, khi lịch trình kết thúc, cô nàng đã đến gặp G-Dragon trước. Mối quan hệ giữa hai người là một bí mật mở trong YG. Trước hết, quản lý của Jennie phụ trách đưa cô nàng đến nhà G-Dragon, đôi khi quản lý của nam rapper thực hiện công việc này. Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2012, Jennie đã đóng vai chính trong MV That's It It của G-Dragon và thậm chí là biểu diễn với đàn anh từ khi chưa debut. Thế nhưng phải đến năm ngoái, tin đồn hẹn hò của cặp đôi mới xuất hiện khi G-Dragon bất ngờ tới thăm trường quay MV của Blackpink. Việc trưởng nhóm Big Bang xuất hiện được cho rằng không chỉ là động viên hậu bối mà còn vì tình cảm dành riêng cho Jennie. Năm 2013, thành viên Blackpink tiếp tục tham gia vào ca khúc chủ đề album thứ hai của G-Dragon là Black. Thậm chí, mẹ của rapper Hắc Hương cũng biết về mối quan hệ này và khá hài lòng với trưởng nhóm Big Bang. 8 năm đã trôi qua, mối quan hệ giữa G-Dragon 32 tuổi và Jennie 24 tuổi là gì? Có thể thấy, mối quan hệ của họ đã phát triển từ tiền bối, hậu bối cùng cơ quan đến người yêu. Cặp đôi hiện đang hẹn hò năm đầu tiên. Jennie là thành viên trong nhóm nữ hot nhất hiện tại, Blackpink. Cô nàng còn được biết đến như một nhân tố đang phát triển mạnh mẽ trong làng thời trang Hàn Quốc, tương tự như con đường của G-Dragon trước đây. Thậm chí, Jennie từng có thời điểm còn được gọi là GD phiên bản nữ. Trước đó mở đầu cho năm 2019, Dispatch cũng đã từng công bố tin hẹn hò gây chấn động của Jennie Blackpink và Kai ISO, hai idol đến từ hai công ty giải trí hàng đầu K-pop. Theo Dispatch, cặp đôi này quen nhau vào khoảng tháng 10 năm 2018. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, sau khi Kai trở về từ Hawaii, Jennie là người đầu tiên mà Kai hẹn gặp. Cặp đôi đã có buổi hẹn hò tại Hyeonyun Park và anh chàng Kai còn đăng ảnh lên Instagram. Không lâu sau đó, SM đã xác nhận mối quan hệ của cặp đôi này, trong khi YG vẫn giữ im lặng. Phía đàn gái YG đã lên tiếng trước tin hẹn hò này. Chúng tôi không nắm được gì về mối quan hệ của Kai và Jennie, chúng tôi đang xác minh thông tin cần thiết. Tuy nhiên, các fan cho rằng bố Giang đang nhắn tin đến cháy máy điện thoại của Jennie. Trước đó, khi tham gia show thực tế Village Survivor The Edge và bị hỏi về chuyện yêu đương, Jennie đã đáp lại rằng công ty em giám sát mọi thứ đấy, em mà trả lời là có thì sẽ nhận được ngay tin nhắn của chủ tịch Giang đấy ạ. À. Khi mọi người hỏi Giang Hyun-suk sẽ nhắn tin như thế nào, Jennie tiết lộ anh ấy sẽ nhắn rằng cô sẽ chết, khiến cho tất cả bật cười. Còn về phía thủ lĩnh Big Bang, anh chàng cũng từng vướng rất nhiều tin đồn hẹn hò. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, G-Dragon Big Bang cập nhật Instagram cá nhân với một số bức ảnh tại căn hộ mới của nam ca sĩ. Những bức ảnh thu hút sự chú ý của hội shipper Da-Dragon, G-Dragon và Dara vì những chi tiết đáng ngờ. Người hâm mộ cho rằng bài đăng mà nam ca sĩ cập nhật đều có những ân ý liên quan đến Dara. Một số fan cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy trưởng nhóm Big Bang và Dara, cựu thành viên 2NE1, đang hẹn hò. Trong một bức ảnh khác của bài cập nhật mới trên Instagram, fan để ý dòng chữ Dream do G-Dragon viết giống với từ Dream mà nam idol đã vẽ trên áo cho Dara. Trước khi nhập ngũ, G-Dragon đã vẽ áo khoác da tặng Dara, trong đó có một dòng chữ ân ý Will you forever young still love me? Ngoài ra, dòng băng dán in chữ S1 trong Beast Minus One, tên thương hiệu thời trang của G-Dragon, cũng giống với đoạn băng dán trong hộp giày G-Dragon gửi tặng Dara hồi tháng 11 năm 2019.
Ngày 7 tháng 9, Tara đăng ảnh đôi giày Paranoid 2.0 do G-Dragon gửi tặng. Mỹ nhân Quai Chi là một trong số ít bạn bè thân thiết nhận được cả hai phiên bản giày do G-Dragon thiết kế. Ngày 3 tháng 9, Tara lại một bài đăng trên một tài khoản của shipper G-Dragon dù không hề được tag. Bài post này đăng những lần Tara dùng sản phẩm của Beats Minute Ones, thương hiệu của G-Dragon. Tuy nhiên, Quai Chi nói rằng đây chỉ là một trò đùa. Mặc dù người trong cuộc không xác nhận, người hâm mộ vẫn cho rằng G-Dragon và Tara có mối quan hệ đặc biệt kéo dài nhiều năm.